đền thờ 400 tuổi Nhật Bản gây sốt vì dùng nhà sư dâu bát giá 1 triệu USD. Ngôi đền Kodaiji ở Kyoto đã trở thành đề tài gây sốt trong dư luận Nhật Bản khi sử dụng một nhà sư dâu bát mà họ tuyên bố rằng sẽ thay đổi bộ mặt của Phật giáo. Nhà sư đặc biệt có tên là Mai A, A đã thực hiện các bài giảng đạo và các đồng nghiệp người thật của dâu bát này dự đoán rằng nhà sư đặc biệt với công nghệ trí thông minh nhân tạo sẽ sớm đạt được sự uyên bác vô hạn. Dâu bát này sẽ không bao giờ chết nó sẽ không ngừng cập nhật và trở nên tốt hơn. Đó là tính năng tuyệt vời của dâu bát. Chúng có thể lưu trữ kiến thức mãi mãi và không giới hạn. Với trí tuệ nhân tạo, chúng tôi hy vọng Can sẽ giúp mọi người vượt qua các vấn đề khó khăn nhất. Nhà sư tên Sâu Gô Tô nói với Apple. ở. bắt đầu thuyết giảng ở ngôi đền 400 tuổi đầu năm nay và nó có thể di chuyển thân, tay và dầu. Can có thể vỗ tay cùng với các tín đồ và phát ra giọng giảng đạo với âm thanh êm dịu. Một camera nhỏ được gắn ở mắt trái của dâu bát. Tuy nhiên, diện mạo chưa hoàn chỉnh và có phần vẫn hơi, máy móc của can ôn khiến cho nhiều người cảm thấy nhà sư này có phần hơi đáng sợ. Can ôn được phát triển trong một dự án trị giá 1 triệu USD hợp tác giữa ngôi đền và giáo sư dâu bát Đại học Osaka Hiroshi Ishigoro. Dự án này tên là Mai A A, có nhiệm vụ dạy về lòng cảm thông và tác hại nguy hiểm của ham muốn, giận dữ và bản ngã nhà sư tên sâu goto kỳ vọng các dâu bát nhà sư có thể giúp đạo phật tiếp cận gần hơn với giới trẻ hơn là các nhà sư người thật người trẻ chỉ nghĩ là đền là nơi dành cho đám tang hoặc đám cưới sẽ rất khó để giới trẻ có thể thấu hiểu được một nhà sư như tôi nhưng tôi mong dâu bát sẽ giúp họ có thể kết nối ông goto nói con dâu bát này dạy chúng ta cách vượt qua nỗi đau nó ở đây để hỗ trợ những ai cần giúp mục đích của đạo phật là để xoa dịu khổ đau của chúng sinh Xã hội hiện đại có thể mang tới hàng loạt những áp lực và mệt mỏi nhưng mục tiêu của Phật giáo sẽ không thay đổi, ông Goto cho biết. Tuy có diện mạo còn khá sơ sài và trông máy móc, tuy nhiên một số người cho biết họ có thấy sự ấm áp từ Dâu Bát vì cơ chế hướng dẫn dễ hiểu và dễ làm theo. Dâu Bát giúp tôi nghĩ sâu sắc về đúng và sai, một người cho hay. Ông Goto cho rằng Dâu Bát là cỗ máy không có tâm hồn, tuy nhiên bản chất của đạo Phật không phải là tin vào Phật mà tin và đi theo con đường mà Phật dạy. Vì vậy Tư tưởng Phật giáo và cách truyền đạt mới là quan trọng nhất, bất chấp cách phương tiện ra sao. Đức Hoàng, Theo Cờ Na, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.